Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bất chút thời gian quan tâm cũng như theo dõi kênh YouTube của Nhất Long Audio. Vâng, clip ngày hôm nay em xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ phối ghép rất là hay. Đầu tiên đó là chiếc âm ly Maxintosh MA9000 hàng lướt, và em đang sử dụng chiếc đầu phát cũng đến từ thương hiệu Maxintosh có model là MCD301, và em đang phối ghép cùng với đôi loa JBL S4700. Bộ ba sản phẩm này đều là hàng lướt và có cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, như đôi loa JBL S4700 này giá niêm yết tại hãng đang là đi 345 triệu và cái giá của em nó chỉ có khoảng một nửa thôi. Và chiếc âm ly Maxintosh MA9000 cũng là đều hàng lướt. Và bây giờ em sẽ đưa máy lại gần và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của ba sản phẩm này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là đây là chiếc âm ly Maxintosh MA9000. Về dòng Maxintosh thì các bác cũng đã biết rồi, dòng này luôn luôn sử dụng những cái size máy rất là to, rất là khủng. Và dòng 9000 này sử dụng hai cái phần tay sách này nhìn rất là chắc chắn và nhìn rất là khỏe mạnh. Đó, và về phần đằng trước này thì hãng sử dụng cái mặt kính đó đen và rất là huyền bí và sang trọng luôn. Đó, và hai bên sử dụng hai chiếc đồng hồ VU vẩy theo tín hiệu nhạc, và chính giữa là sử dụng chiếc hàng chữ Maxintosh MA9000 và có gắn đèn LED và nó sẽ phát sáng lên khi các bác bật điện lên. Và bên dưới đây em đây là đường input center là tín hiệu đầu vào, và ngoài ra hãng còn sử dụng một cái hàng equalizer tinh chỉnh để cho các giải như bass, mic, chép thì là có cả trung trầm hay là trung cao thì các bác chỉnh theo cái đôi tai của mình. Và bên tay phải em đây nó là cái volume đó, rất là tuyệt vời. Và phía trên máy đây, con âm ly này thì về cho ra cái công suất rất là khủng long luôn, công suất đến 300W trên một kênh, và dòng này có 300W ra từ 2 ohm đến 8 ohm. Và chính giữa em đây nó là cái phần nguồn chính đó, rất là khủng long. Và con này thì hàng còn nguyên thùng hộp đầy đủ khiển cũng như dây nguồn, và đang giá ra giao dịch với các bác là đi 195 triệu giá rất là hợp lý luôn. Và bên dưới đó là chiếc đầu CD Maxintosh 301 đó. Chiếc đầu CD này thì là chạy được hai loại đĩa, là loại đĩa CD và SACD. Và bên tay trái em đây đó là cái neck bài, và bên tay phải em đây nó là cái volume đó. Cái này thì mắt đọc rất là tốt, không kém đĩa. Và em đang ghép với đôi loa JBL S4700 hàng cũng lướt, và như vừa xong em có nói rồi, đôi loa chỉ thiếu cái thùng xốp thôi. Và cái giá giao lưu với các bác là đi trên 160 một chút thôi. Đó, giá rất là hợp lý cho các bác. Đó, và cái giá tại hãng hàng mới bây giờ thì đang là 345 triệu. Đó, và con này thì không giống như hàng mới luôn, rất là đẹp luôn. Đó, và đây chiếc này rất là mới. Dòng này sử dụng loa 3 đường tiếng và loa sử dụng một bát 40cm, màng giấy và gân vải xếp. Và bên trên nó là một chùm kèn và một siêu tép bên trên, cũng siêu tép kèn. Rất là tuyệt vời. Và bây giờ em sẽ test nhạc, mời các bác cùng trải nghiệm cái chất âm của bộ ba sản phẩm này. Để bước phong trần tha hương
đứt dây tơ. Một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày. Duyên hững hờ, anh chết trong.